Nhưng mà đi làm nông nghiệp thì hơi phê đấy, nếu mà đi làm nông nghiệp phê lắm các bạn. Bởi hôm nay làm buổi đầu tiên mà rất là phê. Các bạn ạ, hôm nay thì gia đình mình đi ra ngoài cánh đồng để mất khoai, thì vô tình là qua ruộng khoai của bà, ông bà đang dỡ khoai, nhìn ông bà rất phúc hậu. Thế vào mình sang nói chuyện thì được biết là bảo là con cái thì đi xa hết rồi, không có ai giúp đỡ cả, chỉ có ông mình một mình ông bà thôi. Thì lũ khoai là đang định để đến ngày mai mới dỡ, thì vợ anh bảo thôi thì sang giúp ông bà thì thu hoạch khoai. Thì các bạn hãy nhớ theo dõi mình xem là hôm nay mình sẽ thu hoạch khoai ở ruộng này là được bao nhiêu các bạn nhé. Mình cho chứ các bạn nhìn thấy hay. Xin chào các bạn nhé, hiện tại mình đang có mặt tại một cái vườn khoai của người Hàn không? Thì hôm nay thì mình đang đi mót khoai, thì là có ông bà thì ra là ông bà già rồi, thì ông đang cắt khoai thì ra bảo là có ảnh đỏ là đến đây là hộ ông bà để thu hoạch khoai. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem là khoai có nhiều nhé các bạn nhé. Các bạn thấy được là người ta thu hoạch khoai và sau đó còn sót lại bao nhiêu như thế nào, thì các bạn có thể biết được là nó quá nhiều khoai, thành ra là những củ nhỏ nhỏ mình sót lại người ta vứt đi hết là đúng các bạn nhé. Cái ông rất già rồi, ông nái công lông giống y Việt Nam các bạn. Đó. Ôi trời, trời. Trời. Ôi trời. Ôi dụng hết rồi các bạn. Ăn đâu. Thực sự đây là một lần đầu tiên là hai vợ chồng mình đi mót khoai các bạn. Đây đây đây. Tôi đi bạn. Thấy không? Ra đây là mình lần đầu tiên mình đi trải nghiệm làm khoai các bạn.
chứ ngày ngày mới bé này, ngày phải tập xưa đấy, nhà mình có từ qua vào những năm chừng là chín mấy cách đây phải tập hơn 20 năm rồi, thì nhà mình cũng đã từng trồng khoai, bởi vì nhà mình sống ở nông nghiệp thì cũng đã từng trồng khoai, thành ra là ngày đó mình cũng quên rồi, không nhớ đâu. Đó, mình xứng chưa? Mình đào một chùm khoai luôn. Đây này, lúc đấy là mình có chùm khoai to hơn, đây là chùm khoai nhỏ nhé các bạn nhé. Nhìn rất là đã. Đào ra một đây các bạn nhé. Đây là chùm khoai cuối cùng của năm nay các bạn. Đây cuối cùng của năm nay nhá. Có nghĩa là bây giờ chỉ đi nhặt khoai thôi, hết rồi, phải đào rồi nhá mọi người nhá. Bay ra chuyển dư nào. Đi không? Ngồi xuống, ngồi xuống. Ngồi xuống dư ra. Đi không? Đây, cuối cùng rồi. Chắc là còn chùa. Nhiều cái củ khoai mà mình đào lên mình có lọc được cả cái một củ khoai luôn ý. Đấy, đây là củ khoai cuối cùng các bạn. Đây là cái đào cho mình nha. Thôi thì video mình làm đến đây xin phép tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở clip tiếp theo, mình sẽ nói nhiều hơn về cuộc sống gia đình mình ở bên phút này. Bye bye nha, bye bye. Bye bye. Thực ra là mình cũng lúc đấy là mình cũng giúp bà ông bà cụ trồng khoai, người ta có vẻ là phúc hậu người ta tốt thì mình giúp đỡ. Nhưng mà khi làm xong thì ông bà cho mình tương đối nhiều các bạn. Đây, cho mình một cái túi này. Túi trong đây là không phải khoai nhỏ đấy, có cả khoai to nữa, khoai rất to này, có những khoai rất to bên dưới các bạn. Đấy, dù sao nữa thì thôi thì bà cho thì bà bảo là làm giúp bà vất vả lắm rồi, cho nên là bà cho là cứ nhận. Thì mình không nhận không được. Đấy không, thực ra là mình đi ra ngoài này mình gọi là cũng không phải đi mất khoai, chỉ đấy là niềm vui chứ không phải là mình. Chứ là mình thực ra đi không phải cần thứ người ta cho mình không, mình mất quay để là lấy được vui được bạn, quay các bạn xem là cái cảnh cuộc sống bên hàng như nào thôi. Nhưng mà không nghĩ rằng là bà lại cho nhiều này. Rồi, sao cảm ơn bà rất nhiều vì túi khoai này, túi rất to. Thực ra là mình cũng giúp bà cho nên là bà cho lại là cái điều tất nhiên các bạn. Bây giờ đây bắt đầu là lên đường rồi này. Trời đã về chiều rồi. Còn lại thì một số như là củ nhỏ nhỏ ấy và một thôi đều là nhặt. Chứ một là các cháu có nhặt thì nhặt, nhưng mà thôi cháu không nhặt nữa. Như thế này là được rồi, và các cũng là nhặt. Cũng mệt đấy. Nói chung là làm nông nghiệp là hơi phê đấy. Nếu mà đi làm nông nghiệp, phê lắm các bạn. Bởi hôm nay làm buổi ngày tiên mà rất là phê. Hãy subscribe.